Tiếp. Văn võ em có chuyện nhờ anh Kiệt giúp. Anh Kiệt ơi, chuyện gì em? Anh không phải thầy tăng, thầy pháp, thầy giáo hay là thầy gì hết, anh chỉ là người truyền tin thôi. Nhưng mà người anh đó, nó có bảy dòng hào quang, nhưng có mấy chư thiên gia hộ cho anh, thì những người nào đến gần anh á mà thật sự là người tốt đó, thì tự động mấy vị hộ anh á sẽ giúp người đó. Và những người nào ngồi gần anh trong cái phạm vi gần gần á, là điển của anh á, cũng làm cho họ có cái cảm giác thoải mái và thấy được cái trượt của họ rồi. Dĩ nhiên là mấy người bị dâm rồi đó, là tự nhiên dâm nó cũng, mà thấy anh nó cũng giọt mất tiêu.